thuốc lào được làm như thế nào. Với các anh em đam mê chiếc điếu cày, yêu thích mùi khói thuốc, thăng hoa theo những tiếng cười của lũ bạn và đổ thải cả tấn chất dinh dưỡng từ dạ dày, các anh em biết thuốc lào được làm như thế nào không? Lá thuốc lào được bẻ về, được dọc sống lá và cuống lá cứng bằng một dụng cụ chuyên dụng bằng tre. Sau khi dọc, lá thuốc được xếp lớp, cuộn thành cuộn tròn đường kính từ 18 đến 22 cm, độ dài mỗi cuộn thuốc tầm dài từ 1,8 đến 2,3 m, buộc lạt tre như kiểu bó giỏ. Công đoạn cuộn lá thuốc thành cuốn cũng là một kỹ thuật khó đòi hỏi kinh nghiệm và sự khéo léo để cuộn thuốc không quá mềm rỗng hoặc quá cứng. Cuộn thuốc mềm thì không khí bên trong cuộn còn nhiều dễ gây thối hoặc héo lá, cứng quá thì thuốc cũng dễ thối và lá thuốc không đủ độ chín khi thái. Cuộn thuốc được ủ 3, 5 ngày tùy điều kiện, khi thấy cuộn thuốc vàng sụm thì tiến hành thái. Thuốc thái xong dùng que phơi để dài đều sợi thuốc lên phên, nong, nia, đem ra sân và vườn để phơi tận dụng nắng. Thuốc phải phơi đủ nắng, khi nào sợi thuốc khô kiệt, chuyển màu nâu sẫm, nâu hạt cau hoặc vàng, có mùi thơm là sẵn sàng được bao gói bảo quản và đưa vào sử dụng, tiêu thụ. Trước khi đến tay người tiêu dùng, một số nhà sản xuất còn dùng các phương pháp hồ tẩm hương liệu để tạo hương thơm, vị ngọt khi hút.